Thưa quý vị và các bạn thân mến, Vương Đình Huệ sẽ giải quyết vụ Đồng Tâm ra sao? Hôm 7 tháng 2 năm 2020 vừa rồi, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông báo đã phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, thay thế cho ông Hoàng Trung Hải. Quyết định thay đổi nhân sự cao nhất ở Hà Nội được đưa ra vào thời điểm vừa tròn một tháng xảy ra vụ tấn công vào nhà dân đầy bạo lực gây đổ máu ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, làm cho một công dân 84 tuổi, ông Lê Đình Kình và bà công an thiệt mạng. Dư luận chờ xem cách giải quyết của ông Bí thư Thành ủy đối với vụ giặc thảm sát này như thế nào. Nhằm chiếm nốt khu đất nông nghiệp 59 hectare của người dân Đồng Tâm, nhà cầm quyền Hà Nội đã huy động 3.000 công an cơ động vào bao vây, cắt hết tất cả Internet, đặt xã Đồng Tâm trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập và sau đó đánh úp vào nhà cụ Lê Đình Kình và giết chết cụ, đồng thời bắt giữ 22 người ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2020 vừa qua. Những gì xảy ra ở Đồng Tâm khiến cho dư luận bất bình và phẫn nộ, luật sư Hà Huy Sơn nêu lên ý kiến của ông như sau. Luật pháp nào của loài người cho phép mang súng vào tận nhà dân, bắn chết dân mà không cần một bản án hay một tòa án? Liệu giải quyết hậu quả của vụ tập kích Đồng Tâm vừa rồi có phải là một thách thức đối với ông Tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ? Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp, khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS, nói hôm 7 tháng 2 từ Hà Nội rằng Đồng Tâm là một vụ rất là không hay và đang là vấn đề khó xử. Thế nhưng, nhiệm vụ của ông Vương Đình Huệ lại không nằm ở một chỗ cụ thể như thế. Thế nhưng, dư luận ầm ĩ từ hơn một tháng nay sẽ kéo dài cho tới khi nhà cầm quyền Cộng sản ở Hà Nội có hướng giải quyết thỏa đáng cho dân. Nhiều nhóm và cá nhân hoạt động xã hội đã có những nỗ lực quốc tế hóa biến cố Đồng Tâm nhằm đòi hỏi một cuộc điều tra độc lập, giải cứu 22 người dân Đồng Tâm bị bắt giữ từ ngày 9 tháng Giêng và khởi tố kẻ đã sát hại cụ Lê Đình Kình. Là quan chức cao cấp nhất Hà Nội, ông Vương Đình Huệ không thể tránh né hậu quả của biến cố Đồng Tâm, không thể lãng tờ, không thể tảng lờ kiểu để lâu cứ trâu hóa bùn, nhất là khi cuộc thảm sát Đồng Tâm đã được chính thế giới và rất nhiều người quan tâm đến chính trị đang theo dõi rất sát sao vụ việc này. Bỏ qua những nội dung tin bài lá cả nịnh bợ như đèn đom đóm hay đi chợ trả tiền, người viết bài nói rằng sự công tâm và đánh giá của Vương Đình Huệ là một việc nên làm và chúng ta phải cần thêm một thời gian để cho ông Huệ phô bày thực tài của mình. Tuy nhiên, dưới góc độ người viết, ông Huệ vẫn là gương mặt sáng của quê choa và trong Bộ Chính trị của Cộng sản Việt Nam hiện thời. Nếu so với Phó Thủ tướng Võ Đức Đam thì thực tài và khả năng điều hành kinh tế của ông Vương Đình Huệ vượt trội hơn hẳn. Nếu đặt trong hoàn cảnh ông có thể tiếp cận chức Thủ tướng trong nhiệm kỳ của Đại hội 13 tới, người viết vẫn đặt ra hy vọng về một nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển bền vững hơn của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc, chỉ biết nói mà không biết làm. Đầu tiên là vào những ngày cuối tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng đã đọc tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ. Quyết định này xuất phát từ khi Bộ Chính trị có quyết định phân công ông Huệ làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Quyết định này cũng đồng nghĩa với đưa người đứng đầu ngành nóng Bộ Tài chính phải về ngồi bàn giấy thời kỳ của Thủ tướng Bà X Nguyễn Tân Dũng nắm quyền. Các bên bệ của Đảng đã hết sức mờ nhạt và theo như báo chí mô tả, ông Huệ đã từ chối phát biểu trước Quốc hội liên quan đến sự kiện này. Hành vi này cho thấy một quan điểm điềm đạm và hợp lý khi vai trò chính trị bị các nhóm lợi ích phong tỏa. Điểm thứ hai cần nhắc đến là tại Đại hội Hội thảo Kinh tế Việt Nam Động lực Tăng trưởng và Giải pháp Thúc đẩy. Với tư cách là Phó Thủ tướng, ông Vương Đình Huệ đã có những chia sẻ cực kỳ đúng đắn và khoa học về bài toán phát triển kinh tế Việt Nam, không chỉ liên quan đến trọng tâm phát triển mà cả vấn đề FDI. Ông cảnh báo về việc chọn nhiều trọng tâm, trọng điểm trong bối cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân phát cho mỗi tỉnh thành một mũi nhọn, một đầu tàu kinh tế. Điều đó không chỉ nhấn mạnh tính tập trung
trọng tâm nền kinh tế, mà cho thấy góc nhìn của ông Vương Đình Huệ là dựa trên nội lực của mỗi tỉnh thành. Cẩn trọng trong phát triển lợi thế hơn là ban phát các liều doping cho các tỉnh thành đến mức các tỉnh thành rơi vào trạng thái ảo tưởng. Ông Vương Đình Huệ còn đề cập đến một thiếu hụt liên quan đến chỉ tiêu đánh giá chất lượng tăng trưởng, dẫn đến hoàn cảnh không xác thực được số liệu thống kê và cả chỉ số tăng trưởng hàng năm cũng đều bị nghi ngờ. Điều này là cần thiết để minh bạch nền kinh tế và bảo đảm các số liệu chuẩn để phát triển thực nền kinh tế quốc gia. Đối với vấn đề FDI, ông đề cập đến lựa chọn doanh nghiệp FDI có công nghệ cao, có chuỗi giá trị, thân thiện với môi trường. Những yếu tố này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu có ở một chính phủ kiến tạo. Nó bảo đảm loại bỏ các doanh nghiệp FDI mà nguy cơ công nghệ cũ, thiếu chuỗi giá trị, chứa đựng khả năng hủy hoại môi trường như Formosa từng tồn tại, chấm dứt biến Việt Nam trở thành nơi xuất khẩu của các mặt hàng gia công trên nhân công giá rẻ, thuế quan trải thảm và thực hiện các hành vi chuyển đổi giá gây bất lợi cho ngân sách nhà nước. Quan điểm thu hút doanh nghiệp FDI của ông Vương Đình Huệ cũng dẫn dắt các chủ trương chính sách nếu có, bám sát theo và đưa Việt Nam hưởng lợi nhiều hơn liên quan đến các hoạt động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cũng như tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi mà các hiệp định tự do thế hệ mới mang lại, bảo đảm cho Việt Nam phát triển bền vững hơn trong tương lai. Điều thứ ba là khi ông Vương Đình Huệ họp với các doanh nghiệp, các cơ quan xăng dầu nhấn mạnh thanh tra minh bạch, ông cũng tuyên bố sẽ thay ngay doanh nghiệp nếu như không làm được, cũng như khẳng định doanh nghiệp từng có dọa nhà nước. Tuyên bố này cùng với quan điểm trong hội thảo về kinh tế nêu trên cho thấy phần nào đó ông Vương Đình Huệ đánh giá cao tính minh bạch trong nền kinh tế, hiểu tác dụng tích cực của nó và ông sẵn sàng răn đe nhóm lợi ích nếu như điều đó đi ngược lại với sự minh bạch. Ông Vương Đình Huệ thực tài có thể so với Thống đốc Nguyễn Văn Bình về mặt tư duy, điều hành kinh tế và điều này nên được xem là điểm sáng. Đó là lý do vì sao người viết nhận thấy ông Vương Đình Huệ không chỉ giỏi về thực học mà việc ông từng đứng đầu Bộ Tài chính cho thấy thực lực của ông. Con đường chính trị của ông Vương Đình Huệ khá khó khăn, có lúc tưởng chừng như về hưu non, nhưng thời vận của ông đã không dừng lại đó. Và có lẽ thủ đô Hà Nội sẽ trở nên ổn hơn dưới thời kỳ của ông Vương Đình Huệ là thành ủy viên và tân bí thư. Cũng như đây sẽ là điểm nhấn cho ông tiếp cận ghế thủ tướng trong đại hội 13 tới đây, một vị trí mà ông Huệ xứng đáng ngồi trong dãy bộ mặt ủy viên Bộ Chính trị hiện nay. Ông Vương Đình Huệ vừa được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phân công làm bí thư thành ủy Hà Nội thay thế cho ông Hoàng Trung Hải, thôi giữ chức vì bị kỷ luật do những sai phạm trong quá khứ tại công ty gang thép Thái Nguyên dự án Tixco 2. Theo bình luận của giới quan sát, dù việc này chỉ là biện pháp tạm thời, tức bước đệm để cho ông Huệ tiến vào tứ trụ trong đại hội 13, xảy ra vào tháng Giêng năm 2021 tới đây, ông sẽ tiếp tục lãnh đạo Hà Nội thêm một nhiệm kỳ để giải quyết các vấn đề nhức nhối mà thủ đô đang phải đối mặt. Thì đường quan lộ của cậu học trò nghèo quê gốc Nghệ An trở thành phó thủ tướng rõ ràng là hết sức thuận lợi. Tác giả David Hurt trên tờ The Diplomat ngày 16 tháng 1 thậm chí còn nêu nhận định ông Huệ có khả năng sẽ được Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn làm thủ tướng trước khi về nghỉ. Trong trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc nắm ghế Tổng bí thư nhằm duy trì sự cân bằng quyền lực của các phe phái. Có ý kiến lại cho rằng sự thăng tiến của ông Vương Đình Huệ là việc tốt bởi ông này thường được xem là một trong những nhà kỹ trị nổi trội nhất Việt Nam đương đại do có học hàm giáo sư. Ông Huệ cũng có bằng tiến sĩ tài chính tại Slovakia và từng giảng dạy tại Học viện Tài chính. Phải nói rằng bên trước ông Huệ nhiều kỳ vọng tương tự cũng được gửi gắm lên vai của các ông Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Bình, Vũ Đức Đam, Nguyễn Mạnh Hùng và cả những nhân vật đã không may ngã ngựa như Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, thạc sĩ Đại học Dublin, Iceland. Người ta tin tưởng rằng họ là đại diện của một thế hệ lãnh đạo mới, trẻ trung hơn, mang phong cách kỹ trị, dám nghĩ đến và dám làm nhiều hơn là giáo điều, nói nhiều hơn làm.
Kỹ trị là một cụm từ thời thượng ở Việt Nam những năm qua, phù hợp với chủ trương xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển mô hình đã làm nên kỳ tích kinh tế của quốc gia Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore. Sở dĩ có chủ trương này bởi kỹ trị thường được định nghĩa như một hệ thống quản trị, trong đó các nhà hoạch định sẽ được tuyển chọn dựa trên chuyên môn của họ, nhất là kiến thức khoa học trong các lĩnh vực, chứ không phải nhờ vào đảng phái, phe nhóm, quan hệ hay ý thức hệ. Hệ thống này khá tương phản với quan niệm cho rằng nên để các đại diện do dân bầu nên ra quyết định trong chính phủ, tức mô hình dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam thường bám vào khái niệm này cùng với kinh nghiệm của Singapore để khẳng định chỉ duy nhất đảng mới đủ năng lực lãnh đạo đất nước đi đến thắng lợi cuối cùng. Theo tôi, cần tránh lầm vào sự ngộ nhận này. Bởi nếu chỉ dựa vào một số tuyên bố hoặc một số phát ngôn gây chú ý để tùy tiện gán cho hàng ngũ lãnh đạo của Cộng sản đương đại hai chữ kỹ trị thì có phần hơi vội vàng. Nhất thiết phải nhìn vào quá trình hoạt động và những việc làm cụ thể của họ. Khác với các nhà hoạch định chính sách của những nền kỹ trị lừng danh tại châu Á thường trải qua đào tạo bài bản, điển hình như Singapore, Đài Loan, Nhật Bản. Phần lớn lãnh đạo Việt Nam đều có bằng cấp cao nhưng ít giá trị do tiêu chuẩn học thuật của trong nước quá thấp, dẫn tới thiếu học thức và thực học. Hoặc nếu họ có bằng cấp kỹ trị thì bằng đó cũng phải xếp sau các tiêu chí đạo đức đảng viên, bản lĩnh chính trị và nhất là không thể thiếu chứng chỉ lý luận chính trị do trường đảng Nguyễn Ái Quốc cấp để thăng tiến. Xin lấy một ví dụ, ông Đinh La Thăng vốn học kế toán nhưng lại đi lên từ phong trào văn nghệ đoàn tại Tổng công ty Sông Đà và cũng có tấm bằng tiến sĩ với đề tài tổ chức công tác kế toán và doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện ứng dụng tin học năm 1996. Đây là một tấm bằng rõ ràng là không có nhiều giá trị về ứng dụng, ấy vậy mà ông Thăng lại được nâng lên một tầm cao đáng giật mình khi gây thiệt hại thất thoát trong quá trình làm quản lý nhiều hơn là tạo ra đóng góp. Điều này càng cho thấy tầm và tầm của các lãnh đạo mang danh kỹ trị ở Việt Nam đến mức độ nào. Để so sánh, cố Thủ tướng Nhật Bản Aikida Hayato 1899-1965, từ khi còn làm Bộ trưởng Tài chính đã dày công nghiên cứu và cộng tác với các trí thức để đề xuất chiến lược bội tăng thu nhập quốc dân nhằm đưa GDP đầu người tăng gấp đôi sau 10 năm cho cương lĩnh tranh cử năm 1960. Nhờ tầm nhìn cùng với sự lèo lái tài tình của ông, nước Nhật trên thực tế đã hoàn thành mục tiêu sớm hơn cả kỳ vọng, chỉ mất 7 năm. Trong khi Aikida còn không được may mắn để chứng kiến thành quả đó của mình vì qua đời năm 1965. Hay cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy sinh năm 1923, nhờ vào nền tảng tri thức uyên thâm được cả Nhật và Mỹ đào tạo, đã tốt nghiệp tiến sĩ tại Cornell với công trình luồng vốn liên ngành đối với sự phát triển kinh tế của Đài Loan giai đoạn 1895-1960, nhân giải thưởng cho luận văn xuất sắc nhất tại Hiệp hội Kinh tế Nông nghiệp Mỹ 1968. Ông Lý Đăng Huy đã góp công lớn vào việc phát triển bền vững nông nghiệp của Đài Loan trong giai đoạn làm bộ trưởng và sau dẫn dắt Đài Loan chuyển đổi sang dân chủ. Đối với trường hợp tân bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ, mặc dù hay được gọi là chuyên gia kinh tế, nhưng tôi thấy ông hay dừng lại ở việc không làm mất lòng ai. Với những câu nói thoạt nghe thì thâm thúy nhưng nghĩ lại chỉ là vô thưởng vô phạt. Một số chuyên gia kinh tế như giáo sư Trần Hữu Dũng ở Mỹ cũng từng nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi về những tuyên bố hoặc nhận định khá thiếu chính xác của ông Vương Đình Huệ. Chẳng hạn trong một hội nghị mới đây về phát triển công nghệ vũ trụ tại Việt Nam, khi được đối tác Hàn Quốc hỏi vì sao người Việt Nam ít dùng điện thoại Samsung Made in Việt Nam so với iPhone, ông trả lời nếu có chuyện như vậy thì là do tỷ lệ nội địa hóa của Samsung thấp quá, mà người của Việt Nam thì luôn luôn ưu tiên dùng hàng Việt, tức ông cho rằng iPhone là sản phẩm của Việt Nam. Nếu là một nhà kỹ trị đúng nghĩa, ông Huệ hẳn phải hiểu rõ nguyên nhân khiến cho khối xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu sụp đổ là do sai lầm từ mô hình kinh tế chỉ huy
tập trung thay vì vận hành theo nguyên tắc của thị trường tự do. Cũng theo cách tư duy đó, đáng ra ông phải không ủng hộ chủ trương thành lập siêu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do chính ông theo dõi chỉ đạo. Đây là một biện pháp giấu bụi dưới thảm chứ chẳng thể nào giải quyết triệt để khối nợ xấu và tình trạng thua lỗ bởi đàn khủng long của nền kinh tế vị thành niên. Các tập đoàn tổng công ty nhà nước mà nhẽ ra cần được cổ phần hóa từ lâu. Có lần ông còn nêu tiêu chí tuyển dụng cán bộ của siêu ủy ban này là phải trong sáng, tự trọng. Tiêu chuẩn này khá mơ hồ, thay vì yêu cầu người giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm. Cũng các tiêu chuẩn này khiến ông Nguyễn Hoàng Anh, cựu bí thư tỉnh ủy Hà Giang, tỉnh chưa thoát nghèo và thường xuyên nhận cứu trợ ngân sách từ Trung ương, lại được chọn ngồi ghế chủ tịch của cái ủy ban đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ lên đến 5 triệu tỷ Việt Nam đồng. Trong trường hợp chưa kịp vào tứ trụ và ở lại Hà Nội hết một nhiệm kỳ, liệu ông Vương Đình Huệ sẽ giải quyết những bức xúc ngay trước mắt của thủ đô như thế nào? Cá nhân của tôi cho rằng trong một hệ thống coi trọng hồng hơn chiên, tư duy nhiệm kỳ và căn bệnh thành tích của cộng sản lây lan quá nặng sẽ rất khó có chỗ cho những nhà kỹ trị tài giỏi. Thứ nữa, với chính sách điều động và luân chuyển nhân sự cấp cao như hiện nay của Việt Nam, các lãnh đạo nguồn trong diện được quy hoạch thường ít có thời gian để gắn bó với cơ sở và chuyên tâm với những việc cụ thể, ích nước lợi dân, bởi họ còn bận thi đấu để tiếp tục đi lên. Vì thế, vấn đề của đất nước có lẽ nằm ở lỗi hệ thống nhiều hơn với người dân chưa được quyền tự do lựa chọn người thực sự tài giỏi ra lãnh đạo của mình. Ở trong một mô hình không giống ai như vậy, bên cạnh tham nhũng, sai phạm là tất yếu, nhân tài sẽ rất khó xuất hiện hoặc nếu có thì cũng chẳng làm được gì. Chưa kể nguy cơ bị cho vào lò đốt nếu muốn làm khác đi với bộ máy đang chạy ngược của Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.